Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong quyển sách bài tập toán lớp 8 bộ sách kết nối bài số 7. Đó bài lập phương của một tổng và lập phương một hiệu. Thì phần này các em nhớ cái công thức, tức là cái hằng đẳng thức lập phương của một tổng A cộng B tất cả lập bằng A lập cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng với B lập. Và A trừ B tất cả lập thì bằng A lập trừ 3A bình B cộng với 3AB bình trừ đi B lập. Các em sẽ áp dụng hai hằng thức này để chúng ta đi làm các bài tập của phần này nhé. Bài tập đầu tiên đó là bài tập 2.8. Các em sẽ cùng xem bài tập 2.8 ở đây. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc là một hiệu. Câu A 2.8 ý A. Cô có x lập cộng với 6x bình cộng với 12x cộng 8. Đây là giống như là A lập. Thì cái số 8 này kem sẽ xem như là B lập phương, đúng không nào? Vậy 8 thì nó sẽ bằng 2 mũ 3. Như vậy cái số x đóng vai trò là số A và cái số 2 sẽ đóng vai trò là số B. Bởi vì là gì? 8 này thì bằng 2 mũ 3 này. Đấy, như vậy đây cô sẽ đưa về dạng là A lập cộng B lập. Như thế cô có thể viết như sau. Cái này sẽ bằng x mũ 3 này. Cái này đóng vai trò A lập phương đúng không? Cộng với 3 lần A bình. A bình tức là x bình nhân với B. B ở đây cô xác định được sẽ là số 2. Bởi vì B lập thì bằng 2 mũ 3 tức là bằng 8. Như vậy 3A bình nhân B tức là 3X bình nhân 2 cộng với 3 nhân với A tức là nhân với X nhân với B bình phương rồi cộng với B lập. Chúng ta soát lại một lần nữa xem thử đúng không. X mũ 3 rồi này, 2 nhân 3 bằng 6, 6X bình này. Cái này là 2 nhân 2 bằng 4 này, 4 nhân 3 12, 12X này. 2 mũ 3 bằng 8, ok. Như vậy, đây là A lập cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B lập đúng không? Thì nó chính là hằng đẳng thức A cộng B tất cả lập, tức là X cộng 2 tất cả mũ 3. Như vậy, hằng đẳng thức này chính là X cộng 2 tất cả mũ 3. Sang câu B. Câu B cô có như sau. Cô có 8 nhân với A mũ 3 trừ đi 12 A mũ 3 nhân với B cộng với 6 nhân với A B bình phương trừ đi B mũ 3. Thì cái 8 này, 8 A mũ 3 cô có thể viết là 8 thì bằng 2 mũ 3. Như vậy 2 mũ 3 nhân với A mũ 3 thì chính bằng 2 nhân A tất cả mũ 3. Như vậy ở đây cô viết như sau, 2 nhân với A tất cả mũ 3. Toàn bộ cái cụm này đóng vai trò là cái A này, trong cái hằng thức A trừ đi B tất cả lập đấy. Cô xem như toàn bộ cái này đóng vai trò là A lớn đi, được không? Như vậy A lập này trừ đi 3 lần A bình. A bình thì cả cái cụm này cô xem như là A này. Như vậy 3 lần A bình nhân với B. B ở đây, đây nhân với B luôn. Đúng không? Cộng 3 AB bình phương. Cả cái cụm 2A này đóng vai trò là A lớn. Đấy. 3A nhân với B bình phương. Rồi, trừ đi B lập. Bây giờ chúng ta soát lại xem thử đúng không nhá. 2 nhân với A tất cả mũ 3 thì nó bằng 8A mũ 3 này. Cái này 2 bình phương thì bằng 4, 4 nhân 3 12, như vậy nó chính bằng 12. 12 đây là 12A bình không phải A lập các em nhé, 12A bình. 12A bình B, đây 12A bình B. Cộng với 3 nhân 2 bằng 6, 6AB bình phương trừ đi B mũ 3. Và cái cụm 2 nhân A này đóng vai trò là A lớn. Còn cái này đóng vai trò là B lớn. Như vậy chúng ta có hằng đẳng thức A trừ B tất cả lập đúng không? Thì cái 2A này đóng vai trò là A lớn này. Đấy, trừ đi B này, tất cả mũ 3 này. Như vậy chúng ta được hằng đẳng thức là 2A trừ đi B tất cả mũ 3.
sang bài tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có bài tập 2.9. Những bạn nào chưa xong bài tập 2.8 này, các em hãy dừng lại một chút để các em tiếp tục làm xong bài tập 2.8. Bài tập 2.9, tính giá trị của mỗi biểu thức sau. Cô có biểu thức đầu tiên, đó là 8x mũ 3 cộng với 12x bình cộng với 6x cộng 1. Cô sẽ biến đổi một chút cái biểu thức này như sau. 8x mũ 3 thì nó chính bằng 2x tất cả mũ 3. Đấy, 8x mũ 3 bằng 2x tất cả mũ 3. Cái này đóng vai trò là A đi. Đây, 1 này chính là bằng 1 mũ 3 luôn. 1 thì cũng là 1 mũ 3, bởi vì 1 mũ 3 thì cũng bằng 1. Được không? Như vậy, 2x đóng vai trò là A và 1 đóng vai trò là B. Như vậy chúng ta có A lập này, cộng với 3 lần A bình nhân với B, cộng với 3AB bình phương. Tất nhiên này thì nó hơi bị thiếu chỗ đấy. Hơi bị thiếu chỗ nên là cô sẽ viết lên đây. Tiếp cái bài 2.8 lúc nãy cô viết 2.9 xong cô đẩy lên nhé, để cô xuống dòng nhé. Bị thiếu chỗ. Ở đây chúng ta có 8x mũ 3 cộng 12x bình cộng 6x cộng 1. Như vậy 8x mũ 3 thì cô viết là 2x tất cả mũ 3. Đấy, cái này là 2x tất cả mũ 3 thì bằng 8x mũ 3 này. Cái 1 này thì chính là bằng 1 mũ 3. Như vậy cái 2x này cô xem như là A và 1 đóng vai trò là B. Vậy A lập này cộng với 3 lần A bình nhân với B cộng với 3AB bình phương, A này nhân với B bình phương này cộng với B lập. Chúng ta soát lại nhé. 2x tất cả mũ 3 thì bằng 8x mũ 3. Cái này 2x bình thì nó sẽ bằng 2x tất cả bình bằng 4x bình. 4x bình nhân 3 thì bằng 12x bình rồi. Cái này là 1 bình phương thì vẫn là bằng 1. 2 nhân 3 bằng 6x rồi. 1 mũ 3 bằng 1. Như vậy là chúng ta biến đổi cái dòng dưới này nó đúng bằng dòng trên rồi đúng không? Vậy các em sẽ áp dụng hàm đẳng thức là lập phương của một tổng. Như vậy là cái 2x này đóng vai trò là A này. Và cái 1 này đóng vai trò là B này. Thì chúng ta có là A cộng B tất cả mũ 3. Đến đây rồi thì các em thay đề bài, người ta bảo là x bằng bao nhiêu? X bằng 49,5. Như vậy thay x bằng 49,5. Thì ta có như sau. Cái biểu thức của chúng ta sẽ bằng 49,5 2 kem nhân 49,5, bởi vì 2 nhân x mà, cộng 1 tất cả mũ 3. Kem lấy 49,5 kem đi nhân 2. 49,5 kem đi nhân với 2 thì bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 99 không? 99 kem cộng thêm 1 nữa đây bằng 100 này. Như vậy thì nó chính bằng 100 mũ 3. Như vậy cái này chính là bằng 100 mũ 3. 100 mũ 3 thì kết quả chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 100 nhân với 100 nhân với 100. Như vậy thì nó sẽ bằng 1 triệu. Như vậy là biểu thức cuối cùng ta sẽ có giá trị là bằng 1 triệu. Xong được bài 2.9A, cô chuyển tiếp sang bài tập 2.9B. Bài
Bạn nào chưa xong ý A này thì các em có thể dừng một chút để tiếp tục làm xong. Cô có 2.9. Ý B. B ở đây chúng ta có x mũ 3 trừ đi 9x bình cộng 27x trừ 27. Tại x bằng 103 thì lát nữa chúng ta tính sau. Như vậy, trước tiên chúng ta xử lý cái này, chúng ta đưa về dạng hàng lần thức. Cái x này, x mũ 3 này đóng vai trò là a mũ 3. 27 này thì chính bằng 3 mũ 3. 3 mũ 3 bằng 27. Như vậy, x thì đóng vai trò là a mà 3 là đóng vai trò là b. Vậy cô có thể viết như sau này. Cái này chính là x mũ 3 này. A lập đấy, trừ đi 3 lần a bình nhân với b. B là số 3 mà. Cộng với 3 nhân a nhân b bình phương trừ đi b lập. Xem thử có đúng với cái biểu thức ở phía trên không nhá. X mũ 3 rồi nhá. Đấy, 3 nhân 3 bằng 9, 9x bình ok này. 3 nhân 3 bằng 9 này, 9 nhân 3 27x này. 3 mũ 3 bằng 27. Như vậy đúng rồi. Như vậy đây chính là hàng thức này, a lập trừ 3a bình b này cộng 3ab bình trừ đi b lập. Vậy nó chính là hàng thức x trừ đi 3 tất cả lập. Đề bài người ta bảo x bằng 103, các em thay x bằng 103 thì chúng ta sẽ có như sau. 103 trừ đi 3. Như vậy nó sẽ bằng 103 trừ 3 tất cả lập. 103 trừ đi 3 thì bằng 100. 100 mũ 3 thì cũng bằng 1 triệu. Như vậy cả ý A và ý B thì chúng ta cùng ra kết quả là bằng 1 triệu. Chuyển tiếp sang bài tiếp theo, cô có bài tập 2.10 như sau. Ta có bài tập 2.10, yêu cầu các em đi rút gọn các biểu thức sau. Bài 2.10 ý A. Cô có x cộng với 1 tất cả mũ 3 trừ đi x trừ đi 1 tất cả mũ 3 trừ đi 6 thừa số cho x trừ đi 2 nhân x cộng 2. Chúng ta sẽ áp dụng các hàng lần thức đã học để các em làm. Như vậy x trừ đi 1 tất cả mũ 3 thì bằng x mũ 3 a lập này trừ đi 3 lần x bình nhân với 1. X bình nhân với 1 này cộng với 3 x nhân với 1 bình phương này trừ đi 1. À đây cộng đúng không? X cộng 1 tất cả lập mà. Thì đây phải là cộng cộng với 1 mũ 3. Như vậy chúng ta đã áp dụng hàng đẳng thức x cộng 1 tất cả lập để chúng ta phân tích ra như này rồi. Bây giờ các em lại áp dụng hàng thức a trừ b tất cả lập để chúng ta phân tích cái x trừ 1 tất cả mũ 3 này ra. Vậy cô trừ đi này. X trừ 1 tất cả mũ 3 thì bằng x mũ 3 trừ đi 3 lần x bình nhân với 1 cộng 3 nhân với x nhân với 1 bình phương trừ đi 1 mũ 3. Được không? Tiếp tục chúng ta trừ đi cái này. Trừ đi 6 x trừ đi 2 nhân x cộng với 2 tức là x bình trừ đi 4. X trừ 2 nhân x cộng với 2 bằng x bình trừ 4. Vậy đến đây chúng ta sẽ phá ngoặc và chúng ta sẽ xem chúng ta rút gọn được gì ở đây nhá. Cô có x mũ 3 này
cộng với 3 nhân x bình nhân 1 tức là 3x bình phương cộng với 3x. Đây nhân 1 thì các em bỏ đi bằng 3x cộng với 1. Trừ đi x mũ 3. Có dấu trừ phía trước thì các em bỏ, khi mà các em bỏ ngoặc thì các em đổi dấu của các cái số trong ngoặc này. À đấy, của các cái số hạng trong ngoặc. Như vậy chúng ta có là trừ đi x mũ 3 cộng với 3x bình trừ 3x cộng 1. Đây, trừ 6 nhân x bình bằng trừ 6x bình. Trừ nhân trừ thành cộng, 6 nhân 4 là cộng 24. Đến đây rồi thì các em đi rút gọn thôi. Cái x mũ 3 này rút gọn với trừ x mũ 3 hết. 3x mũ 2 kem cộng với 3x mũ 2 nữa bằng 6x mũ 2. Hai cái này cộng nhau bằng 6x mũ 2 trừ đi 6x mũ 2 hết. 3x này kem rút gọn với trừ 3x này. Được không? 1 cộng với 1 nữa bằng 2 cộng với 24 nữa thì chúng ta được kết quả cuối cùng bằng 26. Như vậy là cái biểu thức 2.10IA sau khi rút gọn thì chúng ta được kết quả là bằng 26. Cô chuyển tiếp sang bài tập 2.10IB. Cô có bài 2.10B như sau. Biểu thức của chúng ta đó là x trừ đi y tất cả mũ 3 cộng với x cộng y tất cả mũ 3 cộng với y trừ đi x tất cả mũ 3 trừ đi 3xy nhân với x cộng y. Như vậy, cô sẽ có x trừ đi y tất cả mũ 3 cô giữ nguyên cộng với x cộng y tất cả mũ 3 cô cũng giữ nguyên. Cái này thì cô có y trừ đi x tất cả mũ 3 cô đổi dấu đi. Khi cô đổi dấu đi, cô đổi thành gì? Cô lại đổi thành x trừ đi y đấy. Nếu trong ngoặc này đổi dấu này, trong ngoặc đổi dấu thì cái dấu ở phía ngoài này kem cũng phải đổi dấu, đúng không? Có phải là chúng ta đổi thành x trừ đi y tức là chúng ta đã nhân với trừ 1 đấy. Cả cái biểu thức phía trong này nhân với trừ 1 này. Để thành x trừ y thì bên ngoài cũng phải nhân với trừ 1. Hoặc kem đổi dấu các cái biểu thức trong ngoặc thì cái dấu ngoài này kem cũng đổi. Như vậy cô đổi thành dấu trừ này. Đấy, trong ngoặc là x trừ đi y tất cả mũ 3. Khi kem đổi dấu toàn bộ hòa các cái số hạng ở phía trong thì phía ngoài này kem đổi dấu cho cô. Vậy cô trừ tiếp đi 3xy nhân với x cộng y. Cô đổi như vậy để cô đi rút gọn x trừ y mũ 3 trừ đi x trừ y tất cả mũ 3, hai cái này hết cho nhau. Được không? Nếu cô giáo có hỏi thì các em bảo là em đổi dấu ở trong ngoặc này thì phía ngoài này em đổi dấu ở đây nữa. Như vậy hai lần đổi dấu thì dấu nó sẽ không thay đổi. Được không? Hai cái này hết rồi nhá. Như vậy bây giờ cô sẽ áp dụng hàm thức vào đây. Cô có x cộng y tất cả mũ 3 thì bằng x mũ 3 cộng với 3 lần x bình y cộng với 3 x y bình phương cộng với y mũ 3. Cô phân tích cái này ra rồi. Cái này cô nhân ra trừ 3 x y nhân với x thì bằng trừ 3 x bình y. Trừ 3 x y nhân với y thì bằng trừ 3 x y bình phương. Vậy đến đây thì chúng ta sẽ rút gọn này. 3 x bình y kem sẽ rút gọn với trừ 3 x bình y này. 3 x y bình phương kem rút gọn với trừ 3 x y bình phương. Vậy còn lại sẽ là x lập cộng với y lập, đúng không? Như vậy cái biểu thức cuối cùng của chúng ta chính là x mũ 3 cộng với y mũ 3. Xong được bài tập 2.10B.
Tiếp tục cô chuyển sang bài tập 2.11. Nếu bạn nào chưa xong thì các em hãy dừng lại làm cho xong. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và hãy để lại cái cảm xúc của các em phía dưới phần bình luận nhé. Bây giờ chúng ta có bài tập số 2.11. Ta có số tự nhiên A chia cho 6 dư 5. Bài này thì tương tự như một bài ở bài trước các em cũng đã làm rồi đấy. Đúng không? Chứng minh rằng A mũ 3 chia 6 dư 5. Vậy ta có bài tập 2.11. Vì A chia 6 dư 5. Vì này. A chia cho 6 dư 5. Nên các em có thể viết đó là A thì bằng 6N cộng 5. Với này N thuộc tập số tự nhiên. Như vậy A bằng 6 nhân N cộng 5. Được không? Từ đây chúng ta có A mũ 3 thì nó sẽ bằng 6N cộng 5 tất cả mũ 3. Như vậy A cộng B tất cả lập, cái này đóng vai trò là số A này, cái này đóng vai trò là số B này. Như vậy thì nó sẽ bằng A lập này cộng với 3 lần A bình này nhân với B này cộng với 3 lần A nhân B bình phương này cộng với B lập. Cô có 6 mũ 3 tức là 6 nhân 6 nhân 6 đấy thì bằng 6N là nhân tử chung này. Các em nhìn vào đây, từ đây đến đây này. Từ đây đến đây các em thấy có 6N là nhân tử chung, các em đặt 6N ra ngoài. 6N là nhân tử chung. Như vậy cái này 6N mũ 3 mà đặt một lần 6N ra ngoài rồi thì trong ngoặc sẽ là 6N tất cả mũ 2. Cái này là đặt 6N ra thì trong ngoặc nó sẽ là 3 nhân 6N nhân 5. Cái này đặt 6N ra rồi thì cộng 3 nhân với 5 mũ 2. Các em cộng tiếp với 5 mũ 3. 5 mũ 3 thì nó sẽ bằng 125, tức là 5 x 5 x 5 đấy, cộng với 125. Đến đây cô tiếp tục tách như sau. Cô có 6N nhân với 6N tất cả mũ 2 này. Cộng cái này là 6 x 5 là 30. 30 x với 3 thì bằng 90. Đúng không? 6 5 30 này nhân 3 nữa bằng 90N này. Cộng với 5 5 25, 25 nhân 3 thì bằng 75 này. Để như này đã nhá. Đấy, cô cộng tiếp với 120 rồi cộng với 5. Như vậy, đến đây thì cô có như sau. Vì cái cụm là 6N nhân với lại cả cái cụm này, tức là 6N bình này cộng với 90N này cộng 75 này. Trong cái biểu thức này thì chúng ta có cái này đã chia hết cho 6 rồi. Chia hết cho 6 bởi vì khi chia cho 6 chúng ta gạch với cái số 6 này đi thì phần còn lại chính là cái phần này. Đúng không? Rồi tiếp theo cái số 120 này cũng chia hết cho 6. Như vậy trong cái tổng này này, trong tổng này thì có phần này chia cho 6, 120 cũng chia cho 6. Như vậy nó còn chỉ có dư lại 5 thôi. Đấy, dư 5 này thôi. Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được. Từ đây, các em sẽ suy ra được
đó là 6N nhân với lại là 6N tất cả bình cộng 90N cộng 75 cộng 120 cộng 5. Cả cái cụm này khi chia cho 6 thì cái này chia hết cho 6, cái này chia hết cho 6, như vậy còn dư 5. Như vậy cái này cả cái cụm này chia cho 6 thì sẽ dư 5. Mà cả cụm này khi chia cho 6 dư 5 thì cả cái cụm này chính là A mũ 3 đây. Cả cụm này chính là A mũ 3. Vậy kem kết luận lại là A mũ 3 này nó chia 6 dư 5. Xong được bài tập 2.11, cô chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Cô có bài tập 2.12 như sau. Bài tập 2.12, từ một khối lập phương có cạnh là x cộng 3 cm, ta cắt bỏ một khối lập phương có độ dài cạnh là x trừ 1 cm, thể tích phần còn lại, viết kết quả dưới dạng đa thức. Như vậy các em sẽ có cái thể tích của hình lập phương ban đầu. Muốn tìm thể tích hình lập phương thì các em lấy một cạnh kem nhân 3. Vậy thì chúng ta sẽ có bài tập 2.12 này. Các em có thể tích hình lập phương ban đầu này. Cái hình ban đầu thì các em lấy độ dài của một cạnh, tức là x cộng với 3. Đây, các em mũ 3 lên. Đây là thể tích của hình lập phương ban đầu. Rồi, tiếp theo các em tìm cái phần thể tích của hình lập phương cắt đi đấy. Như vậy chúng ta tiếp tục, các em có thể tích của cái hình cắt đi. Đi thì các em lấy một cạnh, các em cũng mũ 3 lên. Như vậy ban đầu là có thể tích là x cộng với 3 tất cả mũ 3, cắt đi là x trừ 1 tất cả mũ 3. Như vậy chúng ta có phần thể tích của hình lập phương còn lại. Vậy chúng ta có V của hình lập phương còn lại, của cái hình còn lại này. Thì các em sẽ lấy thể tích của hình lập phương ban đầu là x cộng 3 mũ 3. Các em trừ đi cái phần thể tích đã cắt đi. Bây giờ các em sẽ đi rút gọn cái đa thức này xem thử chúng ta được kết quả bao nhiêu. Cô có x cộng với 3 tất cả mũ 3, các em áp dụng hằng thức A cộng B tất cả lập. Như vậy bằng x lập cộng với 3 lần x bình nhân với 3 cộng với 3 lần x nhân với 3 mũ 3ab bình cộng với b lập phương tức là 3 mũ 3 trừ đi x trừ đi 1 tất cả mũ 3, trừ đi là x mũ 3 này, trừ đi 3 lần x bình nhân 1 này thì bằng x bình này, cộng với 3 lần x nhân với 1 bình phương thì vẫn bằng 1 nhá. Trừ đi 1 bình phương thì trừ đi 1. Đây, x trừ 1 tất cả mũ 3 thì bằng x mũ 3 này. Trừ đi 3 lần x bình nhân 1 thì nhân 1 thì cô bỏ qua nhá. Cộng với 3 lần ab bình phương tức là cộng với 3 x nhân với 1 bình phương. Nhân 1 bình phương thì cũng là nhân 1 nên cô không ghi vào đây. Trừ đi 1 mũ 3 tức là trừ đi 1 đây. Bây giờ cô bỏ ngoặc đi. Như vậy thì cô có x mũ 3 này cộng với này 9x bình phương này cộng tiếp với này 27x này cộng 27 này
Cô trừ đi này, x mũ 3 này. Có dấu trừ phía trước, các em bỏ ngoặc thì các em đổi dấu. Cộng 3x bình này, trừ đi 3x này, cộng 1. X mũ 3 này, cô rút gọn với x mũ 3 này hết. Hai cái này, các em sẽ ghép với nhau, chúng ta có 9x bình cộng với 3x bình thì bằng 12x bình phương. 27x này, cô trừ đi 3x này thì bằng 24x. Rồi 27 cộng 1 bằng 28. Như vậy chúng ta được cái phần thể tích còn lại. Thể tích còn lại ở đây là bằng 12x bình cộng với 24x cộng 28. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 7 ở trong quyển sách bài tập toán lớp 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và hãy để lại bình luận của các em vào phía bên dưới video bài giảng nhé. Chúc tất cả các bạn luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.